Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình sẽ cùng tìm hiểu về mô hình dữ liệu trong Smart, cách để thêm một mục, một thuộc tính hoặc là chỉnh sửa, vô hiệu hóa hoặc xóa một thuộc tính trong mô hình dữ liệu. Ok, bây giờ mình sẽ tìm hiểu chi tiết các bước. Để truy cập vào mô hình dữ liệu thì các bạn vào khu bảo tồn mô hình dữ liệu. Các bạn vào khu bảo tồn mô hình dữ liệu. Ở đây sẽ có 4 tùy chọn. Một là sử dụng mô hình dữ liệu mặc định. Thứ hai là sử dụng một mô hình dữ liệu trống. Thứ ba là mình sẽ sao chép một mô hình dữ liệu từ một khu bảo tồn khác trong cơ sở dữ liệu. Thứ tư là nhập một mô hình dữ liệu dạng XML. Trong video này mình sẽ tạo một mô hình dữ liệu trống. Mình tích tùy chọn thứ hai. Ok, finish. Mô hình dữ liệu sẽ gồm các nhóm và các thuộc tính trong nhóm. Mình sẽ ví dụ với một mô hình dữ liệu gồm các nhóm con người, động vật, thực vật và vị trí. Đầu tiên mình sẽ thêm một danh mục và mình sẽ đặt tên là hoạt động con người. Hoạt động con người. Ok, mình sẽ đồng ý. Mình đã có một nhóm hoạt động con người. Tiếp theo mình sẽ thêm một mục cho động vật hoang dã. Mình sẽ vào thêm mục tiếp. Rồi mình sẽ đặt động vật hoang dã. Ok. Tiếp là về thực vật. Vị trí. Ở trong mục hoạt động con người thì mình có thể thêm các mục con. Ví dụ đây là con người gặp trực tiếp. Hoặc là gặp dấu vết của con người. Mình có thể thêm tiếp là ví dụ như là công cụ, dụng cụ hay là một số hoạt động khác của con người. Ok, bây giờ mình sẽ thêm các thuộc tính cho các nhóm mục trong mô hình dữ liệu. Và đây là một số dạng thuộc tính trong mô hình dữ liệu. Mình cần nhớ dạng số, dạng ký tự, dạng danh sách, dạng cây, dạng ngày hoặc là dạng logic. Ví dụ đối với là con người gặp trực tiếp thì mình sẽ thêm các thuộc tính như là họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, hoặc hành vi vi phạm hoặc là quê quán hoặc là hình thức xử phạt. Giờ mình thử tạo một cái thuộc tính dạng text cho là họ tên. Họ tên mình sẽ để dạng text. Ok, tiếp theo mình sẽ thêm tiếp một thuộc tính. Tạo thuộc tính mới. Tức là ngày sinh. Mình sẽ lên để dạng ngày. Năm sinh. Finish. Ok. Mình sẽ tạo tiếp một thuộc tính dạng danh sách. Ví dụ cho là giới tính. Mình sẽ để dạng danh sách. Giới tính. Mình sẽ chọn dạng danh sách, dạng list. Ok. Với giới tính thì mình sẽ có hai giá trị là nam và nữ. Đây mình sẽ thêm giá trị cho thuộc tính. Nữ hoặc là một trường hợp không chưa xác định. Ok, mình sẽ finish. Tiếp theo mình sẽ tạo một thuộc tính dạng cây. Ví dụ mình sẽ tạo cho thuộc tính địa chỉ là mình sẽ để dạng cây. Với địa chỉ thì các bạn cũng có thể để dạng text nếu mình không có khả năng liệt kê hết tất cả các địa chỉ. Ở đây mình sẽ ví dụ với dạng cây thôi. Ok, bây giờ mình sẽ thêm các giá trị. Ví dụ đây là Nghệ An. Xong rồi các nhánh nhỏ của cây thì là các huyện.
Rồi tiếp các nhánh nhỏ của huyện sẽ là các xã thôn. Phần này mình sẽ làm nhanh thôi. Ok, sau khi nhập đầy đủ tất cả các thông tin, các giá trị cho thuộc tính thì mình sẽ finish để mà kết thúc việc tạo thuộc tính. Rồi mình sẽ lưu lại. Đây mình có thể xóa bỏ một thuộc tính hoặc một nhóm nào đó. Tuy nhiên thì các bạn không nên thay đổi mô hình dữ liệu, không nên xóa hoặc là chỉnh sửa một thuộc tính nào đó. Trường hợp mình không muốn sử dụng một thuộc tính nào đó thì mình chỉ vô hiệu hóa chúng. Ok, mình đã xong một số bước để mà tạo một nhóm, một thuộc tính cho mô hình dữ liệu. Sau đây là một số lưu ý với mô hình dữ liệu. Chắc mình không được tự ý chỉnh sửa hoặc xóa mô hình dữ liệu. Mà nếu mà muốn thay đổi thì mình chỉ được thay đổi trong phần cấu hình mẫu, là phần config model. Nếu mô hình dữ liệu bị thay đổi có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến số liệu trước đây của mình, hoặc có thể gây một số lỗi trong quá trình nhập dữ liệu bằng Smart Mobile. Cho nên khi chưa có sự thống nhất chỉnh sửa thì mình không nên chỉnh sửa mô hình dữ liệu. Ok, mình sẽ kết thúc nội dung của video lại ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Gặp lại các bạn trong các video sau.